Xin chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay thì bên mình mới về được một lô hàng mới các bạn ạ. Đây, một lô loa trầm có model là JBL B120P. Và cái này thì ở clip trước là mình đã giới thiệu đến các bạn là cái loại trầm B120P là cái màu đen bóng như là sơn ô tô ấy. Thì hôm nay thì đây, mình ghi luôn lên cái thùng này để mình phân biệt hàng ở trong kho để lấy ra cho nó dễ. Thì cái đợt này thì mình về thêm một cái mẫu nữa, đó chính là B120P màu vân gỗ các bạn nhé. Thì cái loại này thì nó là bát úp đất và thùng cong là cái đặc điểm nhận biết riêng của cái mẫu trầm B120P. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc hộp ra, cho các bạn xem nhé. Mình vừa nhấc được chiếc loa trầm JBL B120P này ra khỏi thùng. Và đây, ngay trước mắt các bạn là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Phải nói là vẫn là đặc điểm nhận biết chung của cái dòng B120P này là cái thùng cong. Đây, các bạn nhìn nhá. Cái thùng nó cong này, hai bên hông nó cong. Và cái này thì mình phải công nhận rằng là cái nhà máy người ta làm ra cái này nó khá là kỳ công. Tại vì một cái miếng gỗ dày như thế mà người ta uốn cong này, uốn cong rất là đều luôn và đẹp. Đấy, người ta uốn cong như này không phải là cái chuyện đơn giản. Và đây, cái chiếc loa trầm B120P này thì là mặt và trên lưng nó là màu đen mờ nhá, chứ không phải là đen bóng như cái model 120P đen bóng nhá. Còn hai bên hông này thì màu vân gỗ như là cái bộ bàn ghế gỗ của mình nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây ở mặt trước là logo của JBL. Logo JBL đấy, nhìn cái mặt nó trông rất là lì, sơn đen mờ các bạn nhé, đen mờ là kiểu như đen mờ nano ấy. Rồi và đây là phía sau của chiếc loa trầm này, mình sẽ quay ra cho các bạn xem. Đây, và đây là phía sau của nó. Chiếc loa trầm này nói chung là các cái dòng loa trầm ấy thì ở phía sau thì nó cũng các cái chức năng nó rất là cơ bản thôi, công tắc nguồn này, dây nguồn này, rồi là núm chỉnh âm lượng volume và núm chỉnh tần số cắt và công tắc đảo pha. Bên này là các đường tín hiệu đầu vào này, và đây cũng là tín hiệu đầu vào. Cái này là mình sẽ cắm từ đường line ở trên âm ly, và cái này là sẽ cắm từ cái đường giao loa ở trên âm ly các bạn nhé. Và chiếc loa trầm này có công suất là 270W, đây điện 220V, tần số là 50Hz/60Hz, cái này là tần số rất là phổ thông, và công suất là 270W, đó chính là cái công suất tiêu thụ điện. Mà phải nói là với cái công suất này thì các bác có thể dùng trong các cái phòng gia đình ấy, khoảng độ 20-25m thì mình nghĩ là dùng khá là ok. Và đối với cái dòng loa trầm úp đất này, thì cái chất tiếng nó đảm bảo sẽ rất là êm và nó oánh, sẽ không gây ra cái cảm giác tức. Nhưng mà tuy nhiên thì cái gì cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Điểm mạnh là nó không gây ra cái cảm giác tức, nhưng mà chính cái điểm mạnh của nó cũng là điểm yếu của nó luôn. Tức là nếu mà đối với các cái dòng nhạc mạnh, nhạc dạng kiểu như remix hoặc là DJ ấy, thì trầm này thì sẽ chơi nó sẽ không phù hợp, tại vì do bát úp đất ấy. Và đối với những cái dòng nhạc mạnh ấy thì nó đòi hỏi các cái âm trầm nó rất là mạnh, nên là oánh nó phải tức cơ, oánh nó phải tức ngực cơ thì nó mới phê. Còn cái loa trầm này thì là nó oánh nó rất là êm ái, nên là nó sẽ không phê được đối với các cái dòng nhạc remix. Nhưng mà cái điểm mạnh của nó như mình vừa nói thì là do nó oánh rất là êm, nên là các bác mà hát karaoke hoặc là nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình ấy thì sẽ rất là hợp luôn. Rồi và bây giờ cũng không để các bác phải chờ đợi lâu nữa, thì mình sẽ cắm này, mình sẽ chuẩn bị một tín hiệu ở trên cái chiếc âm ly kia, âm ly Jaguar PA576, và bây giờ mình sẽ cắm và test nhạc cho các bạn nghe. Rồi mời các bạn theo dõi nha. Nguồn nhạc thì mình vẫn chọn ở trên cái chiếc điện thoại này, và đây mình đã kết nối được xong dây nguồn này và dây tín hiệu cắm lên âm ly. Đây, bật nhạc ở trên chiếc âm ly Jaguar PA576. Rồi bây giờ mình sẽ bật nhạc lên để cho các bạn nghe nhá, nghe một đoạn test một đoạn nhạc thôi. Cái này thì các bạn phải đeo tai nghe vào thì mình nghe được âm trầm nhá, chứ còn nếu mà nghe bằng loa điện thoại thì không thể nào mà nghe được cái âm thanh siêu trầm này đâu các bạn nhá. Tại vì cái loa điện thoại nó không thể nào mà nó tái tạo được cái âm trầm các bạn ạ. Rồi
rồi, bây giờ thì mình sẽ thử. Đây, bây giờ mình sẽ xoay ra. Bây giờ thì mình sẽ thử là bật trầm và tắt trầm đi nhá, để xong rồi các bạn nghe và cảm nhận nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ, đây mình sẽ vặn nhỏ volume, vặn nhỏ kịch volume, tức là đang tắt loa trầm đi. Rồi, tức bây giờ là trầm đang tắt nhá, và bây giờ mình bật nhạc lên. Đây, đấy các bạn nghe nhá. Đây là nhạc mà không có trầm này các bạn nhá. Đây, mình đang bật trên cái loa TV rồi. Trầm các bạn ạ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bật trầm lên và các bạn nghe và cảm nhận nhá. Không biết các bạn nghe qua điện thoại có nghe rõ không nhỉ? Nhưng mà mình ở ngoài này ấy, thì là khi mà mình chưa bật loa trầm ấy thì là nghe nhạc nó rất là nhạt, và khi mà mình bật loa trầm lên này, mình bật loa trầm lên thì là nghe cái tiếng trầm nó rất là dày dặn, và nghe mình có cái cảm giác, cái cảm âm của mình ấy, mình có cảm giác là âm nhạc nó sẽ có cái chiều sâu hơn và nghe nó êm ái, nó dễ nghe hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ bật lại nhá. Đây đang tắt trầm đi nhá, và bây giờ lại bật lại các bạn nghe nhá. Bây giờ là sẽ bật loa. Rồi bây giờ là sẽ bật loa. Bật loa và không bật trầm. Rồi, các bạn nghe nhá, và tí nữa mình mới bật trầm. À, cái đoạn nhạc này thì nó lại không bật trầm. Rồi mình sẽ tua đi. Rồi rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bật trầm lên, các bạn nghe nhá. Đấy, các bạn nghe rõ không? Khi mà mình bật trầm lên ấy, nghe cảm giác nó phê hơn rất là nhiều, và mình có giải một chút các cái hạt xốp nhỏ nhỏ này ra để minh họa cho cái lực đánh của cái loa trầm này thôi. Và cái bát của nó úp con trầm B120P này là bát úp đất các bạn nhá. Bát nó úp ở dưới sàn, tí nữa thì mình sẽ lật lên cho các bạn xem cái bát của nó. Và cái hơi bát ấy, cái âm thanh siêu trầm ấy, nó lan tỏa xuống dưới cái nền nhà này, nên là nó tỏa rất là đều, và cái người nghe sẽ không bị cái cảm giác tức ngực như là các cái loại loa bát ngang các bạn nhá. Đấy là cái hơi bát mà nó đẩy xuống đất này, và đây các bạn nhìn thấy nó đánh rung hết các cái xốp ở phía vòng quanh, nghe rất là phê luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấc mặt dưới lên cho các bạn xem qua cái bát của nó nhá. Đây rồi các bạn ạ, mình vừa lật cái mặt dưới của nó lên nhá, cho các bạn xem nhá. Đấy các bạn nhìn này, đấy bây giờ nhìn mới rõ này, cái thùng nó làm cong rất là đều và đẹp luôn. Và đây là mình đang kê lên một con trầm khác, và phải kê xốp cho nó đỡ xước. Đấy các bạn ạ, cái quả bát này của nó là gân mút và có logo JBL ở chính giữa nhá. Đấy, rất là dày dặn và chắc chắn này. Nhìn các bạn nghe mình búng nhá. Đấy, thấy không? Gân của nó rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, phía sau là mạch công suất thì vừa nãy mình quay rồi. Và đây là đằng trước các bạn nha. Đấy, phải nói là cái sơn này của nó sơn đen mờ rất là đẹp. Và đẹp hơn nữa đó chính là hai cái bên hông nó làm cái vân gỗ rất là đẹp luôn. Phải nói là nhà máy người ta sản xuất ra cái chiếc loa trầm này khá là kỳ công, và mình thấy là cái giá của nó khá là đúng với cái giá trị thực của sản phẩm. Tức là người ta làm ra nó rất là kỳ công, nó rất là cẩn thận, vì về là cái tâm huyết của cái người ta làm ra được cái sản phẩm này, người ta dành vào đây bao nhiêu tâm huyết, và người ta thiết kế ra một cái model loa vừa đẹp về cái mặt thẩm mỹ và cũng vừa tốt về mặt chất âm nữa, đem đến cho khách hàng một cái sản phẩm rất là giá trị, và giá trị về mặt sử dụng vẫn giá trị về mặt tinh thần nữa. Rồi phải nói là cái loa rất là đẹp. Rồi đấy, vừa nãy thì mình đã test chất âm và cũng đã giới thiệu qua cho các bạn về cái loa trầm JBL B120P.
Và các bạn mà có nhu cầu mua hàng nhá, các bạn có nhu cầu mua hàng thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình qua hai số điện thoại hoặc là truy cập vào fanpage là DVH Audio, DVH Audio. Ở trên Facebook ấy, thì là mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Và cái này thì mình giao hàng toàn quốc nha, giao hàng toàn quốc các bạn ạ. Và các bạn nhận hàng rồi thanh toán tiền sau cũng được. Và đây, đây cái kích thước của nó nhá, các bạn nhìn luôn ở trong clip để biết được kích thước của nó nhá. Nó cao này, chưa kể cái chân. Đây, chưa kể cái chân này thì nó sẽ cao khoảng 40 phân. Và cái bề này này, bề sâu của nó thì nó phải khoảng đến 50 phân. Đây là mặt trước các bạn nhá, đây là mặt trước này. Và đây là mặt sau, mặt sau có mạch công suất này. Bề này thì nó khoảng độ 50 phân. Và cái bề ngang, đây, bề ngang này thì nó khoảng 40 phân. Và có một cái điểm nữa, các bạn ạ, là ở phía trên này nhá, là các cái mép trên này thì là người ta bào nghiêng, và người ta bào nghiêng này rất là đẹp, sơn nano mở rất là đẹp luôn đấy, người ta bào nghiêng, các bạn nhìn này, bào nghiêng đó, sơn đen mở rất là đẹp, bào nghiêng, cái bào nghiêng tất cả bào nghiêng bốn cạnh mép trên đấy, mình bóc ra đây các bạn nhìn này, loa mới nguyên hộp luôn đấy, vừa đấy mình sờ vào có vết tay luôn này các bạn đấy, là cái loa mới nguyên hộp thì nó sẽ không có một cái vết nào luôn nhá. Đấy, mình bóc ra test hàng cái đấy có viết tay mình luôn. Đấy, hàng đẹp, phải nói là cái sơn của nó rất là chất, rất là đẹp. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Các bạn mà có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với mình và mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình và ship hàng toàn quốc. Và quên mất cái này thì hàng nhà máy nha các bạn nhá. Đấy, hàng nhà máy đấy, hàng nhà máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc về, ở đây hộp của nó mình bỏ ra ngoài để cho nó rộng. Và được nhà máy người ta bảo hành cho 1 năm. Này là phiếu bảo hành nhưng mà nói thật là toàn tiếng Anh là mình đọc mình chả hiểu đâu, toàn tiếng Anh các bạn. Đấy, nhà máy người ta bảo hành cho 1 năm. Còn cái này là cái Catano, Catano là cái tờ thông số kỹ thuật, cái cách hướng dẫn sử dụng cơ bản. Còn cái này thì cũng toàn tiếng Anh, mình cũng không quan tâm cho lắm vì mình biết dùng rồi mà. Nếu mà về mà bác nào mà biết đọc tiếng Anh thì có thể đọc ở trên cái tờ đấy để hiểu sâu hơn về cái cách sử dụng của cái loa trầm này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Và các bạn nhớ ấn đăng ký kênh nhá. Xin chào các bạn.